Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2021, trên đường đi làm nương, anh Chảo A Quấy, sinh năm 1985, trú tại bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, phát hiện một thi hài phụ nữ tại khu rừng tái sinh thuộc bản Sông Bảng, xã Tả Phìn. Ngay lập tức, Công an huyện Sìn Hồ và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã vào cuộc điều tra. Khu vực xảy ra vụ án thuộc địa bàn xã Tả Phìn, nơi có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống, lâu nay vốn yên bình. Thông tin về vụ án mạng giữa rừng khiến dư luận không khỏi hoang mang lo lắng. Nơi xảy ra vụ án là khu rừng tái sinh thuộc bản Sông Bảng, xã Tả Phìn, đường đi lại rất khó khăn. Từ trung tâm xã Tả Phìn vào khu vực xảy ra vụ án chỉ có cách duy nhất là quốc bộ. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là chị Chéo Mỹ Nải, sinh năm 1972, trú tại bản Seng Láng, xã Tả Phìn. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ chiếc gùi nhựa màu xanh, một mảnh ni lông màu trắng, đôi dép nhựa, chiếc kẹp tóc và mẩu đầu lọc thuốc lá. Qua khám nghiệm pháp y, phát hiện bên ngoài không có dấu hiệu tổn thương do tác động ngoại lực. Giải phẫu cơ thể kết luận nguyên nhân nạn nhân qua đời có nhiều dấu hiệu bị ngộ độc. Qua giám định, Viện Pháp y Quốc gia kết luận trong cơ thể nạn nhân có thành phần alkaloid là thành phần độc tố có trong lá ngón. Qua khai thác một số người thân, các trinh sát và điều tra viên được cung cấp một số thông tin quan trọng. Trước đó, nạn nhân có liên hệ với nhiều người quen, vay tiền mặt và mượn vàng, bạc có giá trị khoảng trên 200 triệu đồng để mang đi thuê thầy Mo làm lý, tức làm lễ cúng. Theo phong tục tập quán, người Dao một năm phải cúng giải hạn từ 1 đến 2 lần. Họ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều chi phí để thực hiện các nghi lễ tâm linh. Khi phát hiện chị Nải qua đời, gia đình cùng các lực lượng chức năng truy tìm tài sản chị Nải mang theo nhưng không thấy. Qua rà soát, sàng lọc, xác minh các đối tượng quan hệ của nạn nhân, những tài liệu chứng cứ thu thập được, đến ngày 12 tháng 10, ban chuyên án đã dựng được đối tượng nghi vấn là Triệu Vạn Phúc, sinh năm 1981, trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Phúc hành nghề thầy Mo, đi làm lễ cúng cho đồng bào dân tộc Dao ở địa bàn tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai. Thường xuyên đến địa bàn huyện Sìn Hồ, có nhiều biểu hiện bất thường. Tại cơ quan điều tra, Triệu Vạn Phúc luôn thể hiện thái độ quanh co, phủ nhận việc có mặt tại địa bàn huyện Sìn Hồ trước, trong thời gian xảy ra vụ án, đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Các điều tra viên vừa kiên trì đấu tranh vừa tiến hành xác minh nhanh nội dung lời khai của Phúc. Xác định tại thời điểm xảy ra vụ án, Phúc có mặt tại hiện trường. Khi các thông tin Phúc đưa ra đều được chứng minh sai sự thật, thì đối tượng bất ngờ thay đổi lời khai. Từ việc phủ nhận, Phúc thừa nhận có liên quan đến nạn nhân Nải, nhưng anh ta chỉ là người mối lái để nạn nhân gặp một thầy cúng khác. Lý giải cho lời khai trên, Phúc nói do biết chị Nải có nhu cầu thuê thầy cúng để giải quyết mâu thuẫn về đất đai, đối tượng đã giới thiệu cho nạn nhân gặp thầy cúng tên là Lùng, nhà cũng ở Lai Châu để cúng xấu, tức là hại người mâu thuẫn đất cho nạn nhân. Phúc một mực khai rằng bao năm chỉ làm thầy cúng tốt chứ không hại người khác. Đối tượng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ án, thầy cúng Lùng đi cùng hai thanh niên. Những lời khai về Lùng cực kỳ trùng khớp với thời gian địa điểm xảy ra vụ án. Khi được triệu tập về cơ quan công an, Lùng tỏ ra vô cùng hoang mang, lo lắng và kêu gào rằng bị oan uổng. Nhưng Phúc vẫn bình thản động viên thầy cúng Lùng, đã làm thì phải nhận tội. Theo dõi toàn bộ diễn biến tâm lý của đối tượng Triệu Vạn Phúc và người có liên quan là Lùng, các thành viên trong ban chuyên án đã nhận thấy sự bất thường. Từ đó, họ tỉ mỉ dựng lại lời khai của người đàn ông tên Lùng, chứng minh sự trong sạch cho anh ta. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được và qua đấu tranh tâm lý với hung thủ, Triệu Vạn Phúc đã phải khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Triệu Vạn Phúc làm thầy cúng đã nhiều năm, là người có uy tín trong đồng bào người Dao ở Lào Cai và Lai Châu. Trước thời điểm xảy ra vụ án, con trai của Phúc đi viện nên anh ta rơi vào cảnh nợ nần. Khi biết chị Chéo Mỹ Nải là người có điều kiện kinh tế, cần tìm thầy cúng để giải quyết việc tranh chấp nương do tổ tiên để lại, Phúc nảy sinh ý định lừa nạn nhân, gom tài sản để làm lễ, sau đó ra tay với nạn nhân chiếm đoạt tài sản. Nghĩ là làm, Triệu Vạn Phúc nhận làm thầy cúng giải quyết việc của chị Nải.
Phúc yêu cầu chị Nải chuẩn bị các đồ lễ giải hạn gồm 12 kg bạc, 3,6 gram vàng, 36 triệu đồng, 3 gói gạo, 3 chiếc bùa. Nếu không có vàng thì thay bằng bạc, 1 gram vàng bằng 1,2 kg bạc. Về phần chị Nải, để có số tiền trên, chị đã vay mượn của rất nhiều người. Trong đó có những đồ đạc là kỷ vật của người giao, thường dùng để trong nhà. Đó là những món trang sức được tặng vào các sự kiện lớn của gia đình như cưới hỏi, không được mang bán. Ngày 6 tháng 10, Triệu Vạn Phúc gặp và được chị Nải đưa cho số tiền 22 triệu đồng và thông báo đã chuẩn bị tài sản. Để tránh bị phát hiện, đối tượng nói với nạn nhân là không được kể với ai, nếu không việc cúng sẽ mất thiêng. Cùng ngày, Triệu Vạn Phúc lên khu rừng thuộc bản đội 4 xã Hồ Thầu, tìm lá ngón mang về nhà, nấu lấy nước cho vào chai nhựa. Đến ngày 10 tháng 10, Triệu Vạn Phúc mang theo chai nước nấu lá ngón và hẹn chị Nải lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, cúng giải quyết việc cho chị Nải. Trong quá trình làm lễ, Phúc đưa cho chị Nải uống chai nước nấu lá ngón để đầu độc chị. Khi kiểm tra thấy chị Nải nằm bất động, Phúc đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của chị, mang về nhà chôn giấu ở nương trồng chè của gia đình. Ngày 23 tháng 9, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Triệu Vạn Phúc, sinh năm 1981, ở bản đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, kẻ gây ra vụ sát hại người, cướp tài sản, vu khống người khác xảy ra vào tháng 10 năm 2021. Theo cáo trạng, Phúc dùng lá ngón để đầu độc sát hại Trẻo Mí Nải, rồi chiếm đoạt số trang sức trên 14,7 kg bạc mà Nải mang đến để làm lễ cúng có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 10 năm 2021, cơ quan điều tra mời Phúc đến làm việc. Do muốn cơ quan điều tra không tập trung điều tra về mình, hơn nữa Phúc có mâu thuẫn với ông Phàn A Lùng, sinh năm 1962, trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nên hắn đã bịa đặt trước cơ quan điều tra việc ông Lùng chính là người có hành vi sát hại người, cướp tài sản của chị Nải. Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt bị cáo Triệu Vạn Phúc với 2 năm tù về tội vu khống, 20 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tử hình về tội sát hại người. Tổng khung hình phạt là tử hình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.